tiếp tục vào việc này anh chị. Ngang 8m3 quý chị ơi, dài 25, tổng là 200m, chỉ có 3,6 tỏi thôi. Chỉ có 3,6 tỏi thôi quý anh chị ạ. Tính ra có 18 triệu mét à, bao hời. Đường này hai ô tô vào né nhau được luôn anh chị nhá. Đường này 6m đường bê tông nhá. Chỗ đây là ngay ngã tư Chiêu Liêu và ngay với chợ Đông Thành của thành phố Di An đó quý chị ha. 800m, nguyên một cái lô đất lớn này quý anh chị này, 200m2, 100m thổ cư, lên thêm thoải mái. Hướng đông nam, sổ hồng riêng. Bên em chỉ review bất động sản sổ hồng riêng thôi quý anh chị nhá. Em Hải review bất động sản không đâu, review miễn phí quý anh chị ạ. Anh chị nào cần review không ạ? Review miễn phí nha. Thì đây là một cái lô đất tại phường Tân Bình, thành phố Di An, ngay ngã tư Chiêu Liêu, ngay chợ Đông Thành, gần với trục đường Lê Hồng Phong, trục đường Cây Gia và trục đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đó, ngay kế bên luôn quý anh chị nha. Đây trục đường Lê Hồng Phong đó quý anh chị thấy không? Đó, kinh khủng nha, sầm uất nha. Đó, rất là đẹp quý anh chị nha. Cách đường Lê Hồng Phong tầm 500m thôi. Hàng xóm ở đây là ở kín hết rồi quý anh chị thấy không? Ở kín hết rồi anh chị ạ. Còn đúng mỗi cái lô đất của nhà mình đây nữa thôi. Đó, lô này xây tự do, xây thoải mái. Anh chị xây nhà vườn, xây biệt thự, xây phòng trọ, xây gì cũng được quý anh chị. Hoặc quý anh chị này, em thấy khá là phù hợp. Anh chị nào mà tài chính thấp á, mình có thể hai người cùng sở hữu cái lô đất này ha. Mình xây hai căn nhà, bao đẹp luôn quý chị ha. Tính ra mỗi người bỏ ra khoảng 1,8 tỏi thôi. Đó, rất là ok quý chị nha, là sẽ có 100m2. Đấy, tại vì tổng lô này là 200m quý chị, mà chỉ có 3,6 tỏi ha. Anh chị nào mà thấy cái lô đất này phù hợp thì mình vào việc anh chị nha. Rồi, em xin cảm ơn.